Vâng, em xin chào cô chú, chào anh chị em đã quay trở lại với kênh chuyên review đồng hồ chính hãng của Kawas. Và hôm nay bên em về được một chiếc Zenith vàng đúc nguyên khối 18K. Cái chiếc này nó cũng khá là đặc biệt, bản này là bản limited, sản xuất giới hạn và một cái phiên bản phải nói xuất hiện rất là ít ở thị trường Việt Nam mình. Đây, chiếc này của em là một chiếc AN calendar, tức là lịch thường niên. Và em nó sẽ có một cái mặt là mặt men, nó không phải là mặt trắng thông thường. Đấy, mà chiếc này mặt men. Và cái thứ hai nữa là cái bộ cọc học trò, phải nói là nó là một cái điểm nhấn cho chiếc đồng hồ này. Đấy, rất là đẹp. Size em nó là 42mm nha em nhé. Vì là lịch thường niên cho nên là cái chiếc này nó sẽ dày hơn bình thường một chút. Với độ dày chiếc này là khoảng 13.5cm. Đấy, thì cái chức năng lịch thường niên này thì em cũng đã nói rất là nhiều trên các cái dòng đồng hồ rồi. Tuy nhiên thì để mà nói Zenith người ta làm lịch thường niên thì thực sự là nó có phức tạp hơn các cái cỗ máy khác. Đấy, thì bởi vì lịch thường niên của Zenith thì chúng ta sẽ có, đầu tiên với chiếc này thì là sẽ có vẫn có chronograph như thông thường này. Đấy, tiếp đến thì chúng ta sẽ có lịch thứ và lịch tháng này. Thứ lịch tháng này. Đấy, lịch ngày ở dưới này. Ở cái kim dây nhỏ này thì là cái kim phút của chức năng chronograph anh em nhé. Đấy, ở kim dây chúng ta sẽ là kim bên này. Đấy, còn kim giờ, kim phút là vẫn như thường lệ thôi. Tức là cái kim chronograph thì là kim nung xanh này. Đấy, tức là cái chức năng đếm giờ thể thao. Đấy, khi mà mình cần bấm một cái khung giờ cần chính xác, cần đo một cái khoảng thời gian nó chính xác, thì mình sử dụng cái chức năng chronograph này. Đấy, ví dụ như bây giờ nha, em sẽ tạm dừng này. Đấy, thì cái kim dây nó bắt đầu dừng lại này. Mình reset thì bấm nút từ dưới này reset này, tất cả cái kim nãy giờ nó đo được bao nhiêu thì nó sẽ reset về gốc hết. Đấy, đây về gốc. Đấy, cả kim phút và kim dây đều về gốc 12 giờ. Đấy, còn bây giờ mình ví dụ mình chạy bộ 100m, mình muốn đếm được chính xác thì lúc mình chạy mình bấm này. Đấy, thì bao giờ được 100m thì mình vẫn tạm dừng, là mình có thể xác định được cái thời gian mình chạy khoảng cách 100m đấy là bao nhiêu giây. Thì đây là một cái chức năng bấm giờ thể thao. Đấy, về cơ bản là vậy, nhưng thực sự là cũng rất là ít người sử dụng chiếc đồng hồ như này để mình đi đo thời gian để chạy. Đấy, một phần cái chức năng này nữa là mình nhìn cái chiếc đồng hồ mình nó đỡ trống trải hơn. Đấy, nhìn nó thẩm mỹ hơn. Còn hầu hết là rất là ít người sử dụng chức năng đấy. Ok, em này thì chúng ta sẽ có toàn bộ thân vỏ và khóa đều được làm vàng hồng, đúc nguyên khối 18K. Một cái chiếc đồng hồ phải nói rất là đẹp. Cỗ máy của Zenith thì nó quá là tuyệt vời rồi. Thực sự là nó rất rất là phức tạp anh em ạ. Đây, quá nhiều chi tiết. Và cái độ hoàn thiện của Zenith thì nó rất là cao. Đấy. Còn cái điểm đặc trưng nữa của những cỗ máy Zenith đấy là cái tần số động lên đến 36.000 VBH, giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta kim nó trôi rất là mượt mà, anh em có thể nhìn thấy luôn này. Đấy, thì kim dây nó trôi rất là mượt. Còn kim này, này gần như là không có điểm giật luôn này. Đấy. Thì đấy là cái ưu điểm của cái cỗ máy có cái tần số động cao. Và trên thực tế thì rất là ít hãng có thể làm được cái điều này. Đấy, đặc trưng điển hình nhất trong cái tầm giá phân khúc mà loanh quanh dưới 200 thì chỉ có Zenith và Grand Seiko. Hai hãng này mới làm được cái tần số động cao như thế này. Đấy. Đấy, thiết kế của em này phải nói rất là đẹp. Mặt men này nhìn ở bên ngoài nó rất là sáng em nhé. Không biết là nhìn trên video nó như thế nào, nhưng mà thực tế nhìn ở ngoài nó rất là sáng và rất là đẹp. Đấy. Chúng ta sẽ có cái dòng chữ AN calendar được khắc luôn ngay ở dưới logo của Zenith. Đấy, núm thì chúng ta vẫn có một cái hình ngôi sao logo của Zenith 5 cánh quen thuộc. Đấy, biểu tượng của Rolex, sau đây nha, biểu tượng của Zenith anh em ạ. Về tình trạng tổng quan bên ngoài thì em đánh giá chiếc đồng hồ này độ mới còn khoảng 98%. Nó rất là mới anh em nha. Đấy, không một vết cấn móp gì cả. Có chăng chỉ có một số vết xước lông mèo thôi, không đáng kể.
chủ cũ của sử dụng chiếc này phải nói rất là giữ gìn. Dây thì bên em về đã làm một bộ dây cá sấu handmade loại xịn cho anh em rồi, về mình chỉ việc sử dụng thôi. Đây, nói thêm một chút về cỗ máy này anh em nhé. Chúng ta sẽ được đây, sẽ được trang bị cỗ máy Calabe 4054, một cỗ máy nó rất là phức tạp của Zenith. Cỗ máy này chúng ta sẽ có 39 chân kính, anh em nhìn thấy luôn này, được khắc luôn ở trên ở tầng 6 máy này. 39 chân kính, tần số động sẽ là 2, cho nên anh em tần số động sẽ 36.000 VBH, tích cót 50 giờ. Cỗ máy chạy đạt chuẩn cho Master. Chiếc này nó vừa chạy chính xác, vừa chạy bền bỉ, và cái điểm đặc biệt nhất có lẽ là cái tần số động rất là cao. Như Omega chỉ có 25.200, Rolex chỉ có 28.800. Đấy, đây là mọi người có thể hình dung được cái tần số động của chiếc đồng hồ này. Ở phía sau chúng ta sẽ có dòng chữ Special Edition. Đấy, bản này là bản đặc biệt này, sản xuất số lượng rất là ít. Em này sẽ thuộc dòng Captain. Mức chống nước em nó là 50m. Ở bên này chúng ta sẽ có chuyện AO750, chuyện logo của Zenith. Bên này chúng ta sẽ có chuyện series của chiếc đồng hồ này, chuyện mã sản phẩm. Đấy, đầy đủ hết anh em nhé. Kể cả từng con ốc này đều được làm bằng vàng 18K hết anh em nhé. Đấy, toàn bộ vỏ, tất cả đều là vàng 18K, khóa cũng là vàng 18K. Ok, một cái phiên bản phải nói rất là hoàn hảo, rất là đẹp. Size 42 tuy nhiên lắc nó khá là ngắn và ôm tay. Thì với bản thân em thấy thì cụ tay từ 15 cho anh em 16.5 trở lên thì mình đeo cái size này sẽ là đẹp nhất. Đây, bây giờ em sẽ ướm lên tay thử để cho anh em cùng ngắm chiếc này nhá. Em nó đầy đủ hết hộp số thẻ anh em nhá. Đây, em sẽ show luôn cho anh em này, quên show cho anh em đấy. Đây là thẻ bảo hành toàn cầu của chiếc đồng hồ này, date là 2016. Tuy là date 2016 nhưng cái chiếc đồng hồ này phải nói là có thể là chủ cũ người ta ít sử dụng. Đấy, hoặc là chiếc đồng hồ này trưng bày một thời gian rất là dài rồi mới bán ra. Cho nên là cái tình trạng mà em nhận về cái chiếc đồng hồ này nó rất là mới anh em nhá. Máy móc nguyên bản, chưa hề sửa chữa hay thay thế bất cứ một cái gì cả. Trên thẻ bảo hành toàn cầu chúng ta sẽ có đầy đủ hết thông tin. Đây là thông tin của Beautic bán ra này. Đấy, date này, có cả mã QR này, có mã sản phẩm chiếc đồng hồ này, có series của máy, series của vỏ, tên dòng là El Firmino Windsor. Ok, thẻ bảo hành toàn cầu chắc chắn là hết bảo hành toàn cầu rồi anh em nhé. Và bên em sẽ bảo hành 5 năm. Cho anh em yên tâm sử dụng. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cuốn sổ nữa này. Đấy, cuốn sổ hướng dẫn sử dụng thì cái này cũng không có cái gì để nói đến cả. Ok, em sẽ ướm lên tay để cho anh em cùng ngắm thử chiếc này nha. Trên cổ tay 16.5 của em. Đây. Thì với bản thân em thì đang thấy tay của em thì đeo ok, ổn áp. Đấy anh em nha, khá là ổn. Đấy, tất nhiên này, anh em tay to hơn thì đeo sẽ càng đẹp. Tuy nhiên với tay 16.5 trở lên là có thể đeo được rồi. Đây, chiếc này rất là đẹp, vàng hồng đúc, mình nhìn nó khá là dịu mắt, nó trẻ trung và nó nổi bật, nó là vàng mà, quá đẹp anh em ạ. Đây, ok, chiếc này đang có giá retail gần 500 triệu rất là cao, tầm 460 triệu. Đấy, và bên em đang sẵn một chiếc tình trạng đẹp và full box như này. Đang giao lưu mức giá rất là tốt, chỉ với 186 triệu thôi anh em nhé. 186 triệu. Đấy. Đồng hồ đang có sẵn tại cửa hàng. Anh em ở gần mình có thể qua lên tay ướm thử trực tiếp nha. Ok, còn bây giờ em cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video tiếp theo.